Để mở đầu cho chương trình, kính mời quý vị đại biểu khách quý cùng đến với bài phát biểu của tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục Tin học Thống kê Tài chính Bộ Tài chính. Trong bài phát biểu này, chúng ta sẽ có cơ hội được lắng nghe tiến sĩ trình bày về những ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với ngành tài chính và lộ trình chuyển đổi số của Bộ Tài chính định hướng đến năm 2030. Xin trân trọng kính mời ông. Xin kính chào các vị chủ tịch Hiệp hội Vinasa cũng như toàn thể quý vị đại biểu có mặt trong cái phiên thảo luận về tài chính ngân hàng sáng nay. Đầu tiên là xin cho phép tôi thay mặt Cục Tin học Thống kê Tài chính của Bộ Tài chính cảm ơn ban tổ chức đã dành cho Bộ Tài chính một cái bài trình bày để chia sẻ về những công việc chúng tôi đang thực hiện tại toàn ngành tài chính liên quan đến chuyển đổi số. Thì kính thưa các quý vị, thì cũng vào năm 2019 tại ICT Summit 2019 vào tháng 8 2019 thì Bộ Tài chính cũng được Vinasa và ban tổ chức mời trình bày về chuyển đổi số Bộ Tài chính. Thì hôm đó tôi cũng thay mặt anh em làm công tác chuyển đổi số trình bày một số cái dấu mốc cũng như là cái định hướng của ngành. Thì năm nay lại được quay lại cái diễn đàn này. Thì nhìn chung là kế hoạch thì không có gì thay đổi, chỉ có thể là các công việc cũng đang được tiếp diễn thôi, chứ còn kế hoạch thì chúng ta vẫn như là kiên định với con đường chúng ta đã chọn. Thì cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng như là cái xu hướng chuyển đổi số thì chúng ta đã được nghe rất nhiều và chúng ta cũng chắc là mọi người cũng đã trực tiếp triển khai và thực hiện tại đơn vị mình trong những năm qua rồi. Thì những năm gần đây là chứng kiến cái sự chuyển động tôi cho rằng là rất là tích cực và tương đối đồng bộ giữa các bộ ban ngành cũng như là cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam để hướng tới một cái xã hội số, một cái phát triển một nền kinh tế số và chính phủ số. Thì Bộ Tài chính với cái vai trò quản lý nhà nước của mình về tài chính ngân sách thì chúng tôi cũng sớm nhận thức được cái con đường chuyển đổi số để tăng cường cái hiệu năng quản lý nhà nước cũng như là hiện đại hóa ngành. Thì cũng các chắc là quý vị cũng đã biết rằng Bộ Tài chính là cũng được lãnh đạo bộ rất nhiều thời kỳ quan tâm đến phát triển công nghệ thông tin từ lâu rồi. Từ những năm cuối thập kỷ 80 của thế kỷ 20 chúng tôi đã để ý rằng là công nghệ thông tin là con đường hiện đại hóa tất yếu để phát triển ngành và đóng góp cho cái sự phát triển tài chính ngân sách của đất nước trong cái quá trình phát triển của đất nước. Và ở Bộ Tài chính chúng tôi thì chắc là các bộ khác thì có thể có Trung tâm Công nghệ Thông tin hoặc Cục Công nghệ Thông tin, nhưng mà riêng Bộ Tài chính thì báo cáo quý vị là có 6 Cục Công nghệ Thông tin. Một bộ chúng tôi có 6 Cục Công nghệ Thông tin, tức là Cục Công nghệ Thông tin của Bộ và 5 Cục Công nghệ Thông tin của 5 Tổng cục lớn là Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Tổng cục Dự trữ Nhà nước. Đấy thì chúng tôi là có một hệ sinh thái về mặt tổ chức rất là kiện toàn, mạnh, có gần 500 con người làm công tác công nghệ thông tin. Và nói thì cũng không phải khoe mà chúng tôi cũng 8 năm liền đứng đầu cái ICT Index của chính phủ rồi. Thì khi mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư chúng ta nói đến cách đây khoảng 4 năm bắt đầu nói đến nhiều ấy, thì là thực ra là mọi thứ nó đã diễn ra từ lâu ở các nước khác và nó đã diễn ra Việt Nam rồi. Nhưng lúc đấy chúng ta mới nhận thức là cái cuộc cách mạng công nghiệp lần này là nó là đại diện có một cái lực lượng sản xuất rất mạnh nhờ có sự phát triển mạnh về công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo cũng như là các ngành khoa học vật liệu hiện đại rồi công nghệ sinh học. Nó làm cho lực lượng sản xuất tiến bộ phát triển như vũ bão. Và khi mà lực lượng sản xuất phát triển thì chúng ta biết rằng là quan hệ sản xuất cũ nó không còn phù hợp nữa và nó có một cái sự xung đột giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Chính vì vậy chúng ta gọi là cuộc cách mạng. Cách mạng là như chúng ta học triết học ở trong trường là giải quyết các mâu thuẫn giữa các mặt đối lập, thì lúc đấy là cách mạng nổ ra, đúng không? Đây là mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Và vì sao người ta gọi cuộc cách mạng bộ công nghiệp 4.0 là chính vì cái lẽ đó là phải thay đổi quan hệ sản xuất để thích ứng với cái lực lượng sản xuất hiện đại mà nó đang diễn ra, nó đang phát triển hàng ngày. Thì vì vậy là lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như chúng ta hay nói là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là cuộc cách mạng về thể chế, cũng có hàm ý là như vậy. Thể chế ở đây có nghĩa là thay đổi cái quan hệ sản xuất.
Thì khi mà những cái công nghệ mới ra đời thì nó nảy sinh ra những cái lĩnh vực kinh doanh mới mà chúng ta cũng không cần phải điểm lại nữa. Và khi mà những lĩnh vực kinh doanh mới ra đời thì bắt buộc quản lý nhà nước cũng phải thay đổi để quản lý cũng như là để tạo điều kiện cho những cái ngành nghề kinh doanh ấy phát triển. Ở trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính thì đó chính là chính sách tài khóa, chính sách thuế, rồi là làm sao để có những cái chính sách về thị trường tài chính, bơm vốn vào cho những ngành công nghiệp mới phát triển. Thì để làm điều đó chúng ta phải có những công nghệ mới. Vì vậy là chuyển đổi số trong Bộ Tài chính nó có hai cái khía cạnh. Thứ nhất là chuyển đổi số cái quy trình quản lý, cái phương thức quản lý của ngành tài chính ngân sách. Thứ hai là áp dụng những cái tiến bộ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư với những công nghệ hiện đại như là Big Data Analytics hay là AI để đưa chúng vào những cái quản lý hoạt động hàng ngày. Có nghĩa là vừa sử dụng những cái thành quả cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhưng mà đồng thời cũng phải dùng những cái thành quả cách mạng công nghiệp lần thứ tư đưa nó vào quản lý để sinh ra những chính sách để lại hỗ trợ cho cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển. Đây là cái một cái quá trình nó là cùng phát triển và nó là một cái mối quan hệ rất là cơ hữu. Và trong những năm qua thì Bộ Tài chính cũng có nhiều cái hệ sinh thái công nghệ thông tin phát triển. Thì trong những năm qua thì Bộ Tài chính cũng rất tích cực tham gia vào công tác xây dựng thể chế chính sách chung cho công nghệ thông tin. Chúng tôi là thường xuyên góp ý và cùng với Bộ Thông tin Truyền thông cũng như các bộ ngành khác xây dựng những cái văn bản pháp quy về quản lý công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước. Thì ngay từ năm 2018 thì Bộ trưởng Bộ Tài chính là Đinh Tiến Dũng đã chủ động chỉ đạo là chúng ta phải ra một cái nghị quyết của Ban Cán sự về cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Và thực hiện cái chỉ đạo của trực tiếp đồng chí Bộ trưởng thì Cục Tin học Thống kê cũng như các tổng cục của Bộ Tài chính đã tham mưu để Bộ ban hành ngay ngày 9 tháng 3 năm 2018 là nghị quyết Ban Cán sự Đảng về chủ động tích cực tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong công tác tài chính ngân sách. Thì nếu mà điểm ra là cái nghị quyết Ban Cán sự Đảng của Bộ Tài chính còn đi trước cái nghị quyết 17 của Chính phủ, đi trước nghị quyết 52 của Bộ Chính trị và nghị quyết 50 của Chính phủ về tích cực chủ động tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng như là 749. Và Bộ Tài chính cũng tất nhiên là cũng tham gia tích cực vào quá trình xây dựng nghị quyết 17 Chính phủ cũng như là nghị quyết 52, 50 rồi 749. Và cá nhân tôi cũng được tham gia vào xây dựng tất cả những cái văn bản pháp quy đấy. Và rất may là tất cả những cái văn bản pháp quy của Đảng, Nhà nước, của Bộ Thông tin Truyền thông đều cũng rất là đồng bộ và cũng cùng một cái hướng đi với cả những cái văn bản Bộ Tài chính đã ra trước đó. Và cứ nói nôm na Bộ Tài chính cứ thế mà tiến hành, không phải sửa đổi gì cả. Đấy, như tôi vừa nói, nghị quyết 02 của Ban Cán sự Đảng ngày 9 tháng 3 2018, rồi để thực hiện nghị quyết 02 thì Bộ Tài chính ra một cái chương trình hành động cụ thể 446, trong đó là giao nhiệm vụ cho từng đơn vị thuộc ngành tài chính, các tổng cục, các cục vụ quản lý nhà nước, cả về thể chế chính sách, cả về công nghệ, để làm sao mà thực hiện cho bằng được cái nghị quyết 02 này. Rồi là sau khi nghị quyết 17 Chính phủ ra đời, sau đó gần một năm thì chúng tôi tiếp tục có cái chương trình hành động thực hiện nghị quyết 7 là cái quyết định 844 của Bộ trưởng Tài chính. Rồi là xen kẽ vào đó thì chúng tôi cũng chủ động tích cực xây dựng cái kiến trúc chính phủ điện tử Bộ Tài chính hướng tới chính phủ số, mà trong kiến trúc chính phủ điện tử Bộ Tài chính là quyết định 2445 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 28 tháng 12 năm 2018 thì cũng nêu rõ cái lộ trình và kế hoạch chuyển đổi số cho ngành tài chính. Điều đó cho thấy là Bộ Tài chính cũng đi trước cả chính phủ một bước trong cái việc mà chủ động xây dựng cái chiến lược chuyển đổi số này. Và bây giờ tất cả những cái kế hoạch đấy đang được thực hiện một cách nghiêm ngặt và đi vào quy củ. Và từ năm ngoái đến năm nay thì cũng có một vài cái nét mới, và sau đây là sẽ báo cáo cho hội thảo, chia sẻ với hội thảo vài cái điểm mới. Thì tại Bộ Tài chính chúng tôi là có một cái hệ sinh thái công nghệ thông tin rất là lớn. Tại Kho bạc Nhà nước Việt Nam thì chúng tôi có hệ thống TAMIS, có nghĩa Treasury and Budget and Information System, hệ quản lý ngân sách và kho bạc. Ở Tổng cục Hải quan chúng tôi có cái hệ thống VNAC VSIS do chính phủ Nhật Bản viện trợ là thông quan điện tử tự động. Rồi Tổng cục Thuế có rất nhiều hệ thống liên quan đến khai thuế điện tử và tất cả các sắc thuế quan trọng như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, vân vân. Ở
Ủy ban chứng khoán chúng tôi cũng có những hệ sinh thái về về quản lý thị trường vốn và thị trường chứng khoán. Ở Tổng cục Dự trữ cũng có những hệ thống quản lý dự trữ quốc gia. Và tất cả những hệ thống này thì sẽ được kết nối với nhau thông qua cái cơ sở dữ liệu quốc gia tài chính mà đến giờ phút này là cũng gần như là sắp hoàn thiện. Còn một vài cái cơ sở dữ liệu thành phần nữa đang tiếp tục được xây dựng và sắp hoàn thành. Nhưng mà như thế cũng chưa đủ để mà có thể phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt. Thì cụ thể là trong năm 2020 thì Kho bạc Nhà nước Trung ương đang có kế hoạch xây dựng một hệ thống mới thay thế TAPMIS gọi là VDBAS. Nó sẽ có những cái cấu phần rất là hiện đại để quản lý ngân sách, quản lý kho bạc một cách thông minh nhất, một cách hữu hiệu nhất, làm sao cho nguồn lực của vốn đầu tư công được sẽ được phân bổ và sẽ được tham mưu phân bổ một cách tối ưu cho công cuộc phát triển đất nước. Rồi như là các cái công tác về kiểm soát chi, về chi vốn đầu tư công và chi cho các đơn vị quan hệ ngân sách nhà nước là cũng được rút gọn quy trình và tạo sự thông thoáng. Như nếu mà quý vị có xem thời sự VTV1 tối hôm qua thì thấy có cái chương trình trong thời sự thì có cái nói về chương trình là giải ngân vốn đầu tư công cuối năm nay là rất là thông thoáng vì Kho bạc Nhà nước mới ra cái nghị định 11 mới, trình chính phủ ban hành nghị định 11 mới tạo cái hành lang pháp lý thông thoáng cho kiểm soát chi và giải ngân vốn đầu tư công. Cũng như vậy, Tổng cục Thuế thì đang cũng tiến hành nhiều cái bước cải tiến công tác quản lý thuế để cụ thể hóa cái luật quản lý thuế mới được Quốc hội ban hành để tạo thêm cái sự thông thoáng người dân. Và trong quá trình thực hiện ý, thì tất nhiên là sẽ có những cái mới nó nảy sinh và đòi hỏi chúng ta giữa quản lý nhà nước và doanh nghiệp thì tiếp tục phải đối thoại, phải điều chỉnh. Về hạ tầng truyền thông thống nhất ngành tài chính thì chúng tôi cũng có một cái mạng nội bộ của Bộ Tài chính để thông suốt từ miền Nam ra miền Bắc và 63 tỉnh thành để phục vụ cho công tác là truyền số liệu và phục vụ hệ thống tác nghiệp trong toàn ngành tài chính từ bộ, từ cơ quan bộ, Tổng cục Thuế, Kho bạc, Hải quan, Chứng khoán, Dự trữ. Và cái hệ thống đấy thì do Cục Tin học Thống kê của Bộ vận hành. Và chúng tôi đang sắp trình bộ xây dựng cái hệ thống cloud của ngành tài chính, cũng có lẽ là một cái hệ thống điện toán đám mây đầu tiên ở Việt Nam này ở khối các bộ ngành trung ương. Và ban đầu chúng tôi sẽ đi theo cái lộ trình là làm cái hạ tầng như một dịch vụ trước, sau đó sẽ tiến tới là platform và software như một dịch vụ. Cho slide tiếp theo được. Tiếp theo. Tất cả những cái này là tôi cũng vừa nói xong rồi. Cứ tiếp đi ạ. Vâng, đây. Đấy, cái hình này thì tôi nhớ không nhầm là năm ngoái tôi đã trình bày với quý vị hình này rồi. Thì ngành tài chính có một cái lộ trình nó rất là rõ ràng. Và hôm nay nhắc lại và để có những cái mới thì chia sẻ với các quý vị đại biểu. Thì đến năm 2025 thì ngành tài chính muốn thiết lập một hệ sinh thái tài chính số, trong đó chính phủ đóng vai trò kiến tạo và kết nối với các bên thông qua việc mở chia sẻ dữ liệu và các nền tảng số hóa cho phép nhiều bên tạo ra các dịch vụ tài chính thông minh. Thì ở cái giai đoạn này thì vai trò công nghệ thông tin trở thành một thành phần chiến lược của ngành tài chính, giúp thiết lập hệ thống dữ liệu tài chính mở, tạo nền tảng cho hệ sinh thái tài chính số. Trong cái mô hình chính phủ điện tử, Bộ Tài chính tại quyết định 2445, nếu quý vị quan tâm thì vào trang web của Bộ Tài chính để tham khảo, thì chúng tôi cũng định ra dạng ra tất cả những cái nền tảng, những cái lớp mà ở đó kể cả third party là những công ty bên ngoài có thể khai thác dữ liệu mở của ngành tài chính để tạo ra những cái mô hình kinh doanh mới, tạo ra những cái thông tin mới mà có thể khai thác và kinh doanh thông tin đấy. Và cụ thể là cách đây hai tháng thì Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ấn nút khai trương cái cổng dịch vụ ngân sách mở, gọi là công khai ngân sách, cổng công khai ngân sách của Bộ Tài chính, là một bước đầu để công khai ngân sách ra xã hội theo cái quy định của luật ngân sách. Nhưng mà sắp tới tiếp theo cái bước công khai ngân sách, chúng tôi sẽ tạo những cái nền tảng API để cho các bên có thể là khai thác cái dữ liệu đấy một cách bài bản hơn. Đến năm 2030 thì Bộ Tài chính có một cái mục tiêu rõ ràng là chính phủ thông qua ngành tài chính hiện đại và vững mạnh dẫn dắt sự phát triển của kinh tế số dựa trên đẩy nhanh các giá trị gia tăng của dịch vụ tài chính, chuyển đổi mô hình kinh tế bao hàm kinh tế số. Và ở giai đoạn này thì vai trò công nghệ thông tin là đồng nhất với các hoạt động nghiệp vụ khác trong môi trường hoàn toàn số hóa và tài chính thông minh, quản lý và phát triển nền kinh tế số quốc gia. Thì lúc đó thì như hôm qua rất nhiều đại biểu chia sẻ rồi, ở một cái level nào đó thì
toàn bộ nền kinh tế có thể coi là kinh tế số, với cái sự involvement của công nghệ và involvement các mô hình kinh doanh dựa vào những cái công nghệ số một cách đầy đủ. Thì từ nông nghiệp thì cũng có thể coi kinh tế số với những cái sàn giao dịch, với những công nghệ kiểm soát, tăng trưởng kiểm soát sản xuất nông nghiệp, các ngành logistics, các ngành y tế, giáo dục, rồi là kể cả sản xuất truyền thống, thì chúng ta cũng sẽ có những cái mô hình chuyển đổi số tương ứng phù hợp, làm sao cho tất cả là kết nối vào một cái môi trường số hóa hoàn toàn, và dựa vào cái nền tảng dữ liệu số, dựa vào cái tài nguyên số để kinh doanh và tăng năng suất lao động. Thì chiều hôm qua chuyên gia từ Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội cũng như là chuyên gia từ Hoa Vĩ cũng đã chia sẻ một số cái góc nhìn của họ liên quan vấn đề này. Thì Bộ Tài chính cũng có một cái vision cũng tương đối là tương đồng như vậy, muốn tới năm 2030 là xây dựng xong cái hệ sinh thái tài chính số hiện đại như thế, với những cái cơ chế kết nối thông minh, với những cái cơ chế chia sẻ thông minh, và từ đó tạo ra những cái giá trị gia tăng thông minh để hướng tới một nền kinh tế số hoàn toàn diện, mà chính phủ thông qua Bộ Tài chính và Ngân sách Quốc gia sẽ dẫn dắt sự phát triển của nền kinh tế số này. Đấy là một cái vision mà tôi cho là không hề quá tham vọng, mà với sự phát triển đồng đều của các ngành nghề thì chúng ta sẽ làm được. Thì như vừa rồi lúc đầu nói thì ngành tài chính đã 8 năm liền đứng đầu cái ICT Index. Nhưng mà chúng tôi cũng nghĩ rằng chúng tôi không nên tự hào với cái thành tích đấy. Mà chúng tôi muốn, thực sự muốn rằng các ngành khác như là giao thông, như y tế, giáo dục, rồi công thương, rồi du lịch cũng phát triển ngang bằng với ngành tài chính, để chúng ta có một cái mức độ là đồng bộ về sự phát triển. Chứ nếu mà trong chính phủ, trong các ngành chỉ có một ngành bứt phá mà tất cả ngành còn lại vì nhiều lý do mà không bứt phá kịp, thì cái sự phát triển đấy nó cũng không xảy ra được. Và ở trên Bộ Tài chính đứng ở trên đấy một mình cũng chả để làm cái gì cả. Đấy, thì qua đây cũng mong muốn rằng là các bộ ngành cũng và gần đây chúng ta cũng thấy sự quyết liệt của các bộ ngành rồi, cũng cùng phát triển cùng với Bộ Tài chính, mà vai trò dẫn dắt của chính phủ là quan trọng. Và cái vai trò của Bộ Thông tin Truyền thông tôi cho rằng rất quan trọng. Vì sao? Vì Bộ Thông tin Truyền thông là cái bộ mà tham mưu cho chính phủ đưa ra những cái chính sách về phát triển công nghệ thông tin, quản lý công nghệ thông tin, thì chính sách đấy phải thông minh. Gần đây là chúng ta cũng đã cố gắng phối hợp với nhau nhiều, nên nhiều cái chính sách về, đây là kiến nghị, đây có thể coi là kiến nghị vì chỉ còn một phút nữa thôi, thì đây kiến nghị là Bộ Thông tin Truyền thông quan tâm đến các bộ ngành, trong đó có Bộ Tài chính, để có thể là ban hành những chính sách nó phù hợp hơn, tạo thông thoáng hơn cho cái chuyện mà ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước. Chứ nếu mà quá nhiều cái rào cản về mặt quy trình thủ tục, quá nhiều cái phức tạp trong cái việc giải ngân, trong ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách ấy, thì cái tốc độ này nó sẽ chậm đi. Đấy. Và cái hiệu quả nó sẽ không cao. Vì vậy chúng ta cũng phải cùng nhau để làm sao cho chính sách nó thông thoáng thì mới phát triển được nhanh cái sự nghiệp chuyển đổi số trong chính phủ, xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số. Đấy là một vài chia sẻ cũng như một vài kiến nghị của những người làm công tác tin học tài chính mà hôm nay tôi được thay mặt đại diện. Xin cảm ơn sự lắng nghe của toàn thể các anh chị quý vị đại biểu. Và năm mới cũng sắp đến thì tôi chúc cho tất cả các bộ ngành, tất cả các anh chị, các đồng chí một năm mới nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công. Xin cảm ơn. Dạ vâng, xin cảm ơn tiến sĩ về bài trình bày rất nhiều giá trị vừa rồi.